quý vị cùng quay trở lại với Trăm Năm Chợ Huế. Thưa quý vị, thì Trang đang có mặt ở cầu Đốc Sơ, nơi giáp giới giữa hai làng An Vân và Đốc Sơ. Cầu xưa dài 4 trường, khoảng 20m, bắc bằng gỗ, sau đổi xây bằng đá. Đây là nơi ngày xưa vua Minh Mạng cho xây dựng Bắc Trường Đình để làm chỗ đưa đón thiền tăng và là nơi họp chợ đông đúc của cư dân làng An Vân. Thi nhân Cao Bá Quát đã từng nhắc đến Bắc Trường Đình trong bài thơ Tiếng Bạn rằng tiếng người qua bắc cầu Đốc Sơ, hàng liễu bên sông ẻn đường lờ. Mới thấy Bắc Trường Đình phải là một kiến trúc rộng rãi đẹp đẽ, xung quanh trồng nhiều cây dương liễu xanh tươi, chim muông ríu rít. Bắc Trường Đình sau đó bị dẹp bỏ, chợ An Vân cũng tan theo, sáp nhập vào với chợ làng An Hòa cho đến ngày nay. Và đó là nơi mà Thùy Trang sẽ trải nghiệm trong ít phút nữa. Người đồng hành và sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện lịch sử đầy thú vị của những ngôi làng quanh chợ này. Xin trân trọng giới thiệu nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, có nhiều người cho rằng chúng ta cần phục dựng lại Nam và Bắc Trường Đình như là một dấu ấn độc đáo riêng của Huế. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Triều Nguyễn cho dẹp đi là có lý do của nó. Vậy ông suy nghĩ như thế nào về điều này? Có lẽ nên để cho một hoài niệm mà thôi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ta phải cân nhắc để cho biết đó là cái nơi tiện đưa người ra đất Bắc, nơi đó người đất Bắc trở về trước khi vào kinh. Hoài niệm thì duy trì, nhưng mà không nhất thiết trên thực địa cần tái lập một kiến trúc cổ. Vì thành phố Huế bây giờ đã mở rộng rồi, cho nên có những cái hoài niệm đẹp chúng ta lưu giữ trong tâm thức. Còn theo tôi, không nhất thiết phải làm lại một cái Nam Bắc Trường Đình như xưa. Vâng, xin cảm ơn ông. Và trước khi chúng ta đến với những câu chuyện thú vị khác, xin mời ông cùng Thùy Trang vào phía bên trong chợ An Hòa để thưởng thức một bữa ăn sáng nóng hổi ở nơi đây. Là chợ liên làng nên ẩm thực chợ An Hòa khá phong phú. Nền văn minh nông nghiệp thường được nhận thấy trong những bữa ăn sáng nhẹ nhàng như vậy. Nhà văn Nguyễn Tuân cho rằng người Huế chế biến những món ăn thường tinh vi và khéo léo, thử thức một lần là khó quên. Họ chế biến để ăn ngon, đẹp mắt, không để lấy no, lấy đủ, thể hiện ý thức mỹ cảm rõ rệt. Ăn uống lối Huế nằm cả trong ngôi chợ này. Nhiều người cho rằng bánh khoái là một cái món ăn khá là phù hợp trong ngày Tết, ông nghĩ sao ạ? Bánh khoái là chế biến nhanh. Ngày Tết người ta ăn đủ thứ hương vị rồi, thỉnh thoảng có nhà là bay ra cái đồ bánh khoái. Là như vậy là nó cung cấp thêm một cái món hấp dẫn và nhẹ nhàng trong ngày Tết. Bánh khoái thì đã là một cái đặc sản của dân Huế, bất cứ nơi đâu có bánh khoái. Cho nên giữa cái chợ An Hòa này, chúng ta tình cờ là gặp một ngày rằm thì chúng ta lại gặp cái bánh khoái chay. Và cái bánh khoái chay này là giúp cho chúng ta một cái hương vị đặc biệt trong cái đất thiên kính của Huế này. Chị có thể chia sẻ bí quyết để mà phá chế nước leo của món như vậy ạ? Cũng đơn giản thôi. Nước leo là mình chỉ có phồng bè, đường, ngọt, xong rồi mình nấu lên cho thấm rồi mình sủa bắt đầu vô. Cái bánh này là không quan trọng nhưng mà ngon là giờ nước leo. Cái mấy đứa nó nít rất thích. Dì bạn ở chợ này được lâu chứ chị? Dì bạn mấy chục năm rồi. Hốt được là dì bạn bún bò, xong rồi xây qua là bánh xèo này. Và cái dịp mà cần thể như thế này thì cái lượng khách ăn bánh xèo có nhiều hơn ngày thường hỏi chị? Nhiều lắm. Ừ, làm chắc thế mấy, sáng sớm 2 giờ rưỡi là dậy rồi. Giờ là mình làm mấy cái lạc vạc này, hộp rồi mình xuống để sẵn rồi. Có chỉ có và rác và đổ thôi. Xin cảm ơn những chia sẻ của Di rất nhiều và chúc Di sẽ luôn mua bài bản đắc ạ. Ẩm thực thường gắn liền với sản vật địa phương, trăm năm khó thay đổi. Nhìn cấu trúc xã hội Việt truyền thống, thậm chí kéo dài cả đến hiện tại, người ta vẫn thường tư duy là xã hội trồng nông mà ức thương, dị nông vi bản, đặt căn bản ở nông nghiệp với bộ ba chằng chéo nổi tiếng nông thôn, nông dân, nông nghiệp. Sự thực thì khi không còn chân lẫm tay bùn, công việc đồng áng nhàn rỗi, người dân lại ra chợ. Dù nải chuối, buồng cau, gành rau hay mẹt bánh thì vẫn không phủ nhận được tính chất buôn bán nhỏ lẻ ấy ở người nông dân Việt. Đặc biệt, không ít người dân, không ít làng lấy buôn bán làm thế mạnh, dị thương vi bản, và cả những người không có ruộng đất phải bám vào chợ buôn bán để sống. Giá này là chỉ từ đồ à? Chỉ là từ đồ. Để mà làm giá này thì có mất nhiều thời gian không ạ? 5 ngày, cha đầu cho sạch, và rồi đổ vô bà, vô bồi, và rồi nước thôi, lên bằng nước thôi. Tương thì chị sẽ làm giá bằng những cái loại đầu ở đâu? Đầu ăn lồ, đầu Quảng Trị, đồ da này ngọt, chất lượng ngon hơn. Chị đã gắn bó với cái nghề làm giả này lâu chưa ạ? Lâu rồi, khi xưa chứ, mẹ truyền lại.
Và giá này chị sẽ bán với giá như thế nào ạ? Cái bò xì hò là 15 ngàn, còn bừng lẻ đôi khi 20 ngàn. Mua về thì em bảo quản như thế nào cho nó lâu hơn? Bỏ trong hộp mã, bỏ cả tuần hẳn hơn. Ô Châu Cần Lục của Dương Văn An chép rằng, ông gia nhờ ruộng vườn trong xóm, An Hòa địa hình kết nhân tâm. Cũng bởi kết nhân tâm mà làng An Hòa xưa nay luôn bình an, hòa thuận với rất nhiều nhân sĩ trí thức nổi tiếng muôn thuở được làng nước ghi công. Một trong số những người con nổi tiếng của làng phải kể đến Nguyễn Cư Trinh. Ông là người có công rất lớn giúp nhà Nguyễn mở rộng lãnh thổ, ổn định về mặt chính trị, đưa ra nhiều quyển sách kinh tế giúp nhà Nguyễn hưng thịnh. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, vì sao người ta lại nói Nguyễn Cư Trinh là người đã khép lại hành trình mở cõi về phương Nam của triều Nguyễn, kéo nẹt bút cuối cùng, khép lại bản đồ hình chữ S của Việt Nam ạ? Chúng ta biết rằng người đầu tiên thiết lập cái hệ thống chính quyền ở tại Bình Dương Gia Định thì đó là Nguyễn Hữu Cảnh vào khoảng năm 1698. Tiếp theo con đường mở cõi như vậy thì đến thế kỷ thứ 18 thì Nguyễn Cư Trinh được sai phái đi vào công cảng và ông đã làm tham mưu cho một cái vị tướng chỉ huy chính phạt Trần Mạc ở trong cái vùng đất mà ngày nay là miền Tây. Sau đó vua Chân Lạp là Nặc Nguyên đã dâng cái đất và ông đã khuyên chủ Nguyễn Phúc Khoác là nên nhận cho người ta hàng đi để có thể là mở rộng lãnh thổ, trong khi ý chủ là dứt khoát cần phải đánh thì không nhận. Và chúng ta đã xây dựng như vậy là một cái Dinh Long Hồ, Châu Đình Viện, đào Đống Khẩu là Sa Đéc và đào Tấn Châu, vùng biên của Đồng Tháp. Như vậy trong cái quá trình mở cõi dưới đời chủ Nguyễn Phúc Khoác và viên quan thực thi cái nhiệm vụ này chính là lại bộ Tấn Thanh Hầu Nguyễn Cư Trinh đã hoàn thành cái công việc mở mang, tạo thành một vùng đất miền Tây Nam Bộ trù phú. Ông chính là người đã khép lại một con đường mở cõi về tận Hà Tiên, Cà Mau. Ngày nay hậu thế vẫn ghi ơn cho ông, một bậc huấn thần khai sáng và mở mang Nam Bộ. Thiệt thay, tại quê nhà của ông, đất đai xưa con cháu nghèo khó, họ đã bán dần, lại đang nằm ở trong cái quy hoạch treo để giải tỏa, để làm mở rộng con đường. Không biết rồi địa phương, thành phố sẽ có chủ trương như thế nào, tái tạo lại một cái ngôi nhà thờ chứ xứng đáng cái vị thế của một con người hoàn thành công cuộc mở cõi ở lục tỉnh Nam Bộ. Đất nước liền một dải là lúc xóm làng tiếp tục mọc lên và những giao thương diễn ra khắp nơi. Henry Auger trong tác phẩm nổi tiếng Kỹ thuật An Nam được công bố năm 1909 đã chú trọng khá nhiều đến tính chất buôn bán của người Việt. Auger cho rằng khẳng định về xã hội Việt Nam như một xã hội nông nghiệp là hiểu biết thiếu trầm trọng về thực tế bản địa vì đã bỏ qua, bỏ sót hoạt động sôi nổi của người nông dân thờ và những hoạt động giúp họ có thêm thu nhập mà nền nông nghiệp lúa nước không đáp ứng được. Chờ, ở đâu đó trong nền thương nghiệp bản xứ sẽ dần dần lấy lại gương mặt chính đáng của mình và sẽ không như những nhà nho thường diệu cợt. Em ơi đừng lấy cũng buông, khi vui nó ở, khi buồn nó đi. Ném trà này là mẹ tự làm hay sao ạ? Mình đi lấy của họ. Sắp tiện như thế này thì mẹ bán có nhiều hơn so với mẹ thương không? Tết lần gấp 2, gấp 3 rồi nữa. Giá cả thì theo giai đoạn này thì nó như thế nào ạ? Giá cả thì mình vô 12, mình bán 13. Mẹ bán và chơi nó mấy chục năm thôi thì mẹ thấy chơi ngày xưa và bây giờ có gì khác nhau không mẹ? Ôi cha, chơi ngày xưa thì thấy ngó thế thật chứ lúc đi quả đẹp thì nói cho tôi cho mẹ thấy muôn nhiều. Hiện ngày là đối 30 ngàn chứ rửa đỏ. Chứ mà trong chẹp 33 tuổi mà bữa đi mày bề bài 44 năm mới nuôi bụng được con. Bạn ngày chờ mới nuôi bụng được con. Bụng được con. Chứ nói cho tôi chứ được mới không có da có cửa rồi. Được con mà đuổi rách được mấy. Ăn to ăn mặc còn mặc chứ nói mà chạy nước mắt. Việc đi lại hang đỏ thì mày phải dậy từ mấy giờ? Ôi trời ơi. Ngủ có được mô, năm mà thức giật dậy giờ mô là dậy giờ này, dù 3 giờ mà rồi là dậy, dậy mà để nói cho nghe, tập thể dục. Tập mấy tấm cây lần, khi em muốn dậy tập thể dục hết, tháng 30 ngày, 52 tháng. Nhiều người chia sẻ là năm nay vì giá thịt heo tăng nên có khả năng là thịt heo không đủ để bán. Trệt luôn, một năm đi chơi trường là tất cả giờ chơi đi đâu trệt hết. Tự nhiên rồi mang ô ạc lấy heo, dịch heo đồ bớt đây bớt, bớt làm cha cả năm nay.
Chợ An Hòa cũng là nơi lui tới mua bán của cư dân làng Đốc Sơ. Làng Đốc Sơ trong sách Phủ Biên tập lục có ghi thuộc Tổng An Vân, huyện Hương Trà. Dưới thời Nguyễn, có nghề làm giấy, làm nón rất nổi tiếng. Nhắc đến làng Đốc Sơ thì không thể không nói tới quý ngài Hữu Tham Tri Công Bộ, Cẩn Tín Hầu Phan Tận Cẩn. Ông là người thừa lệnh vua Gia Long thực hiện đúc cửu vi thần công. Để đúc thành công chín khẩu thần oai vô địch này, vua Gia Long đã rất thận trọng, tinh tuyển lựa chọn ra những con người ưu tú nhất, không chỉ vững vàng về trình độ chuyên môn mà còn hồi tụ những đức tính cao đẹp, khiêm hòa, cẩn thận, hiểu thuần, cẩn tín, để có thể đặt trọn vẹn niềm tin vào họ. Thưa nhà nghiên cứu Trần Đại Vinh, vì sao mà vua Gia Long lại có những quy định rất khắt khe trong việc chọn người để đúc cửu vi thần công ạ? Cửu vi thần công, chín khẩu súng này là nó tượng trưng cho một cái vụ công đã hoàn tất của triều đại vua Gia Long. Đó là sau khi đánh dẹp xong Tây Sơn, thống nhất đất nước, thu hết tất cả những cái khẩu súng nhỏ của Tây Sơn khắp nơi. Vũ khí của Tây Sơn bây giờ đúc thành chín khẩu, gọi là thần oai vô địch đại tướng quân, để mà đánh dấu cái sự tự thành của công cuộc thống nhất đất nước. Và những cái vị quan có trách nhiệm này là những người đã lăn lộn chỉ huy trong cái sở nhà đồ. Bên cạnh cái mộ phần của ngài Phan Tấn Hoắc, tức là Cận Tín Hầu Phan Tấn Cận, di tích của một người đã tham gia chỉ huy cái đơn vị đúc súng của Vương Triều Nguyễn, mà cái sản phẩm lớn nhất là thần oai vô địch đại tướng quân cựu vị. Ở mọi làng quê Việt thuở lập làng, người ta đã coi trọng việc họp chợ. Không chỉ bởi là chốn giao thương, mà là nơi người ta còn thu được thuế chợ cùng thuế câu đò, là một trong bốn mối lợi lớn hàng năm được thu vào công quỹ của làng, đóng góp chủ yếu cho tài chính làng xóm. Theo Nhất Thanh, thì những mối lợi tài chính hàng năm thu vào cho làng gồm hoa lời ở những ao đầm, ruộng đất công, tiền vòng hôi thử, tiền vòng treo, tiền thuế chợ, tiền câu đò, và cuối cùng là nghĩa thương. Bởi vậy mà chuyện tranh chấp thuế chợ luôn là chủ đề nóng xảy ra giữa các làng mạc thời Trung Cận Đại. Nền thương mại nhìn thoảng tưởng nhỏ lẻ, nhưng thật ra, những buôn bán quê mùa ấy đã luôn tồn tại thường trực và luôn tham gia vào những biển khổ xã hội trong suốt dòng chảy của lịch sử. Để mà làm được những cái món mức này có mất nhiều thời gian không nhỉ? Nhiều chứ, hẳn nhiều món là nhiều khâu lắm, cào đi, bao đi, luộc đi, lâu lắm mới ra chạo nhé. Ăn nghề này thì nó có tác dụng gì ạ? Nghề là đau vô tư, người ta đẻ ta ăn đỏ da thầm thịt. Bây giờ cần tiết rồi gì bạn có được hàng không ạ? Cho nên năm nay mấy năm trước bạn giờ không kịp tay. Năm nay ngồi đi của bạn bên đây. Chờ mô cũng là hồ kiểu trời. Vì sao lại như vậy ạ? Gì có biết không? Cái này thì cũng ảnh hưởng về định cái liên quá cái nó. Rồi bị thịt lợn đi. Rồi bán được cái tiêu đâu mua mình. Có lẽ là do cuộc sống, sống khó khăn. Thì cũng dấu tôi đi máy rồi mà nghỉ mấy bữa đi đôi. Chứ mấy năm trước là máy là về làm thêm một đêm rồi. Em chào chị Phùng ạ. Những cái dịp mà cần tiện như thế này thì hàng hóa chắc là nhiều hơn so với ngày thường đúng không ạ? Trước đấy thì cái nghề này là mình làm để nuôi con ăn học. Nhưng mà hiện tại thì ngoài thị trường là cái hàng máy mặt bằng sẵn rất là nhiều, đẹp. Thành ra là cái nghề thợ máy mà cuộc sống của chị em như chưa là rất là bất bình. Có tình yêu và đam mê cái nghề này, thành ra mình mới bán tù như chưa. So sánh giữa cái hàng máy sẵn và hàng máy như chị máy đây thì nó có cái gì khác nhau ạ chị? Đến cái hàng mình máy mặt thì hàng chất lượng hơn, hàng đêm hơn, nói chung là hàng vừa chất lượng hơn. Trước đây chị cũng đã có những cái lớp dây máy. Chị dạy cho mấy kỳ em láng tháng tới như đó, họ không có tin, họ tự khổ. Mình cảm thấy họ có một cái nghề để họ sống. Họ cũng có nghề rồi, họ cũng làm thờ làm cho chị. Thì mình sống, mình giúp được thêm được. Mỗi tiểu thương đều có một không gian tâm linh nhỏ cho riêng mình để hàng ngày cầu mong buôn may bán đắt. Còn những dịp khác, tiểu thương chợ An Hòa không thể không ghé miếu Cổng Chém hay đền An Hòa để hương khói, phụng thỉnh anh hùng nghĩa sĩ. Người dân trong vùng có câu nhất địa trì A, nhì ma Cổng Chém. Vùng ruộng trì A chỉ cần thò chân xuống, đĩa đã đeo kín trăm con. Ma Cổng Chém cũng thế, nhiều không kể xiết. Những vạc mã này được gọi là côn mã thí,
nơi dành chôn cất những tử tù bị xử tử tay cọng chém dưới triều Nguyễn. Từ nhà nghiên cứu Trang Đại Vinh, hẳn đã có rất nhiều những tử tù nổi tiếng bị xử tử tại ngay cổng chém này, có đúng không ạ? Những cái pháp trường của thời chúa Nguyễn, đời Tích Sơn cho đến vua Nguyễn là diễn ra ở Bạch Dâu, có thể diễn ra ở chợ không ạ? Đa số là tập trung ở cổng chém. Ta sẽ thấy là có một số cổ đào Tây đã từng hoạt động chống phá triều đình nhà Nguyễn vào những năm 1830. Thì sau 3 năm quân triều đình mới đánh dẹp cuộc phản loạn này, thì mới bắt viên cổ đào đó là cổ đào Mắc Sang, thì mới đưa về Huế đây làm án và xử trạm và cầm chém này. Vào năm 1916, ta đã có cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang Phục Hồi mà người lãnh đạo là Thái Phiên và Trần Cao Vân đã vận động được vua Duy Tân tham gia cuộc khởi nghĩa này. Thì sau khi cuộc khởi nghĩa bị thất bại, thì Thái Phiên và Trần Cao Vân là bị đình án ở Bộ Hình và đưa ra xử trạm trên mặt cầm chém này. Như vậy, ở phía bắc của làng Hoa, ta sẽ gặp những cái điểm di tích quan trọng là cái cổng chém này và cái cồn thí và cái cồn mồ côi của làng Đúc Sơn, điều liên quan tất cả là những cái nạn nhân đã chết không nơi thừa nhận, một số là anh hùng liệt sĩ, một số là những cái tù nhân bình thường. Vậy thì từ bắc vào nam, đây là một cái điểm lưu ý, một cái di tích mở đầu trước khi đi vào kinh thành Huế. Mọi chính quyền xưa đều tiếp tục một quãng tính lịch sử khi biết tận dụng đám đông chờ búa để tuyên truyền cho người dân tùy theo mục đích của mình. Bởi thế, chợ An Hòa xưa là nơi thông tin cập nhật nhất về tình hình pháp trường và những giới phản loạn bị xử tử. Chứng kiến hành hình xong, những người dân lưu đức thì chôn cất tử tù tử tế. Người buôn bán lại về với chợ đò, với những gánh hàng của mình mà râm ran chuyện trò. Những pha chén ngát người, biêu đầu, róc thịt, vân vân. Cứ thế vừa hấp dẫn, vừa kinh hãi, lan truyền trong đám đông làng xã. Từ đó mà người dân phải khuất phục vương triều. Sao mẹ với món ở đây là mẹ tự làm hết hả mẹ? Mẹ tự làm, quân đây về là mình tự gọt bốn thứ, thu đồ, kiều, và rốt, ớt, mình được mắm được có năm. Con đường nó có sáu, một ngọt nó có bảy món luôn. Là vô đó mới đúng là một khẩu như mà. Là năm nay bạn với món người ta mua có nhiều không ạ mẹ? Năm nay thì chưa biết là nhiều ít, nhưng mà khi mua ngoài năm là từ 200 khẩu. Vậy là mẹ sẽ bán đến chiều 30 mình nghỉ Tết ạ? Chiều 30 mình nghỉ. Và chờ mình là ngày mấy Tết là sẽ họp chờ lại ạ? Ngày 12 là mẹ đã đi rồi, mẹ đi Bình Lộc. Mẹ thấy Tết ngày xưa và bây giờ nó có gì khác nhau ạ? Khác chứ, khác. Chừng họ không mua trừ nữa. Mua chân nào mà bữa mà cũng sống rồi rồi dùng vài ngày thôi, không mua trừ. Thôi chưa lên mùng 2 là bạn lại rồi, mà mùng 3 chờ đóng hỏi nhiêu rồi. Đầu năm mà mẹ đi bạn là thấy chắc là bạn cấu trâu nhiều nhất đúng không ạ? Đầu năm là mẹ bạn cấu trâu nhiều nhất. Đi bên buôn cao là về là bạn cơ khoảng 8 giờ là vô. Khi ra sắc cái giỏ trong da ra là họ đi mua cái lộc đi cho bà. Cái lộc như là cái lộc ba này, buôn mùng trâu đi được. Rồi mẹ cắt mẹ cáo bữa mà không có cáo mà bạn trâu không sắm đôi là hồn tới là quay cho cò dứa cò cải cho cò cả đó là hồn muốn. Con cảm ơn mẹ rất nhiều và chúc mẹ sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình ạ. Thưa quý vị, những chuyện di dân xưa gắn liền với những ngôi làng mới. Người Việt lập làng đến đâu thì đào giếng lấy nước, trồng cây, xây đình, chùa, miếu và lập chợ. Mạng lưới chợ làng có được diện mạo ổn định cũng bởi những thể lệ hoàn chỉnh dưới thời nhà Lê ở thế kỷ 15. Hồng Đức Thiền Chỉnh Thư nhận mạnh rằng việc thành lập các chợ có mục đích phổ biến khắp nơi hàng hóa của đất nước và tạo thuận lợi cho việc giao dịch theo nhu cầu. Khi một làng lập ra một chợ, làng ấy không được ngăn cản việc lập ra các chợ mới, qua đó làm cản trở việc buôn bán mà không có lý do. Mới thấy chính sách khuyến thương luôn được nhà nước bảo hộ để phát triển. Sự giao thương ngày nay đã khác xưa nhiều, nhưng những ngôi chợ liên làng như chợ An Hòa vẫn luôn là một trung tâm kinh tế tiểu nông truyền thống không thể thiếu trong cuộc sống của những cư dân nơi đây. Trong năm chợ Huế kỳ này cũng xin được khép lại ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.